Để em giúp đỡ chị. Xong rồi đó chị. Cảm ơn chú bộ đội nhiều lắm. Mẹ mẹ, làm gì mà buồn vậy? Sáng giờ bạn ấy muốn chết, không khách khứa gì chứ, kêu đừng buồn. Chú quán ơi. Nhân ơi, có khách vô kìa, ra hỏi đi con. Cảm mẹ. Dạ bà uống gì dạ? Cho 8 ly cà phê đi con ơi. Mẹ ơi, vô mảnh 8 ly cà phê luôn. Cà phê của bà đây. Tôi nói làm cho bà 8 ly cà phê. Oh no. Sao tôi uống hết trời. Oh no. Tôi thứ 8. Tưởng đâu vô mạnh, ai dè lỗ thêm. Ai uống gì mà. Phần tiếp theo. Wow. Hơi mệt quá. Em có cái này cho anh khỏi mệt luôn nè. Để cái này lên cái xe là nó chạy luôn. À? Vậy hả? Để anh thử. Phần tiếp theo. Hey, mệt quá. Em có chuyện gì vậy? Em mua hùng nước mà em không có bưng về được. Anh giúp em được không? Để anh giúp em. Wow. Xong rồi nè em. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.